Mời quý thính giả theo dõi chuyên mục câu chuyện hàng tuần, kỳ này do Nguyễn An phụ trách. Thưa quý thính giả, 64 năm trước, những ngày này trên toàn đất nước Việt Nam là những ngày sôi động. Bởi không khí hực lửa của một cuộc đổi đời sau ngày 19 tháng 8 năm 1945, vẫn được sách vở chính thống gọi là ngày Tổng khởi nghĩa thành công, cướp chính quyền từ Tây Pháp, hay từ Tây Pháp và Nhật, hoặc từ Tây Pháp, Nhật và chính phủ Trần Trọng Kim. Nhưng nếu nhớ lại rằng Nhật đã đảo chính Pháp từ ngày 9 tháng 3, rồi Nhật đã đầu hàng đồng minh từ đầu tháng 8 cùng năm, thì cách nói cướp chính quyền từ Tây Pháp và Nhật có lẽ không ổn chút nào, vì lẽ thực dân Pháp và phát xít Nhật đâu còn chính quyền để mà cướp. Vậy chỉ có thể nói là cướp chính quyền Trần Trọng Kim mà thôi. Chính quyền chỉ tại chức tổng cộng 126 ngày này ra sao? Đã sụp đổ thế nào? Có phải là một chính quyền bù nhìn và phản dân hại nước hay không? Những gì đã xảy ra trên đất nước Việt Nam trong thời gian ấy rất ít được nhắc đến trong các sách giáo khoa hiện nay. Đó là một trong những điều mà nhạc sĩ Tô Hải, năm nay 83 tuổi, gọi là một lỗ hổng lớn về giai đoạn lịch sử bi hài hùng này, như được viết trong trang blog của ông nhân dịp nhớ lại ngày 19 tháng 8, 64 năm trước đây. Một câu chuyện hàng tuần kỳ này sẽ nói về lỗ hổng ấy qua lời của một số vị lão thành từng tham gia hay có mặt trong những diễn biến dồn dập sôi bỏng của những ngày tháng ấy. Khi biên tập viên Mặc Lâm của Ban Việt ngữ hỏi về ngày 19 tháng 8 năm 1945, tác giả cuốn sách nổi tiếng Hồi ký của một thằng hèn nói: Ngày 19 tháng 8 ấy, khi trên blog tôi viết đó, và tôi đi biểu tình, ai hô biểu tình có ngày 3-4 lần đi biểu tình. Biểu tình phố này, biểu tình khu này, biểu tình thành này. Thế là cầm cờ, ngày 17 thì con cờ cầm cờ vàng mà. Đến ngày 19 thì mới bắt đầu là cầm cờ đỏ. Đó. Trong trang blog, nhạc sĩ Tô Hải nhắc lại những khoảnh khắc lịch sử ngắn ngủi nhưng vô cùng quan trọng đối với lớp thanh niên tuổi ông thời bấy giờ. Những người mà ông nói là đều ngu ngơ, ngây thơ, dại dột, cho nên, cũng theo lời ông, số phận có thể mỉm cười hay là xé xác bất kể anh nào. Mốc lịch sử thứ nhất của giai đoạn này là ngày 9 tháng 3, khi Nhật bất ngờ đảo chính Pháp, đưa toàn bộ các viên chức và thường dân Pháp vào trại giam. Tình hình ấy khiến cho giới thanh niên có cảm tình với người Nhật, lúc bây giờ là kẻ thù của kẻ thù. Sau 38 ngày Việt Nam không có một chính quyền thực sự nào để điều hành đất nước ngoài lực lượng của phát xít Nhật. Ngày 17 tháng 4 năm 1945, thì chính phủ Trần Trọng Kim ra đời với thành phần là các chuyên gia trong nhiều ngành khác nhau mà ông Tô Hải gọi là những người hy sinh liều mình cứu nước. Lá cờ của chính phủ Trần Trọng Kim lúc đó màu vàng ở giữa có hình quẻ ly màu đỏ. Và quốc thiều là bài đăng đàn cung, bởi trong giai đoạn ấy, Việt Nam vẫn có vua là vua Bảo Đại. Đó cũng là mốc lịch sử thứ hai của giai đoạn này. Mốc lịch sử thứ ba là ngày 17 tháng 8 năm 1945, được nhạc sĩ Tô Hải viết trong blog của ông như sau. Mời quý thính giả nghe qua giọng đọc của Việt Long. Cho tới một ngày là ngày 17 tháng 8 năm 1945. Đoàn thanh niên của chúng tớ tay cầm cờ quẻ ly, miệng hát này thanh niên ơi, đi meeting chào mừng chính phủ Trần Trọng Kim, thì mới trắng mắt ra rằng mình đã được huy động đi cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, do Việt Minh tổ chức mà không biết. Tất cả đều diễn biến rất nhanh chóng, cờ quẻ ly hạ xuống, cờ đỏ sao vàng kéo lên, và một người quần nâu áo vải, đầu đội bê-rê, tay cầm súng bạc họt, thắt lưng đeo một hai quả lựu đạn OF, lựu đạn khói, ra tuyên bố vài câu gì đó, mà tớ đứng xa quá nên chẳng nghe rõ, chỉ nhớ lõm bõm có mấy câu,
chính quyền đã về tay nhân dân, và sau đó thì hàng ngàn người như có gài sẵn kim hỏa trong lòng đã nổ tung ra thành những khẩu hiệu muôn năm, long trời lở đất. Hàng chục lá cờ đỏ sao vàng được tung ra, kéo theo cả hàng ngàn người chạy ùa sang phủ thống sứ cũ, ở xế nhà hát lớn, phá cửa, leo hàng rào vào, chiếm phủ Khâm Sai đại thần. Mọi việc diễn ra nhanh chóng, chẳng khác gì cái cảnh tớ đã được xem sau này trong phim Lenin với cách mạng tháng 10, có trường đoạn chiếm cung điện mùa đông. Chỉ khác là ở Việt Nam không có súng nổ, và chính phủ Bù Nhìn đi đâu, ở đâu, lúc đó có ai bị bắt, bị vào tù, bị dựa cột không, thì chẳng có ai được biết, kể cả tớ, cho tới tận bây giờ. Cuộc tổng khởi nghĩa như thế là xong, có mặt tớ cũng như không, chẳng ai hay ai biết. Bài viết của nhạc sĩ Tô Hải tức khắc nhận được 88 lời góp ý vào một bài viết, với nội dung nói chung là cảm ơn ông đã nói lên những điều không thấy trong sách sử đang được giảng dạy tại Việt Nam hiện nay. Một người viết như sau, mời quý thính giả nghe qua giọng đọc của Trần Văn. Tôi sinh ngày 26 tháng 9 năm 1927, là thanh niên cứu quốc thành hoàng diệu. Tôi cũng là một người tham gia cướp chính quyền ở Hà Nội như bác. Tôi công nhận những điều bác kể phản ảnh hoàn toàn đúng tình hình lớp thanh niên học sinh Hà Nội lúc đó. Tôi xin bổ sung là đến bây giờ nghĩ lại, tôi phải công nhận là các vị trong chính phủ Bù Nhìn, Trần Trọng Kim đều là những người thực sự sạch sẽ. Họ có thể yêu nước theo cách này hay cách khác, nhưng chắc chắn là họ không có chuyện lợi dụng chức quyền để tham nhũng đến mức trở thành quốc nạn. Xin cảm ơn bác. Nhạc sĩ Phạm Duy khi đó 24 tuổi đang ở trong miền Nam, nhưng trực tiếp tham gia vào dòng thác chuyển động lúc bấy giờ, viết trong hồi ký của ông như sau, vẫn qua giọng đọc của Trân Văn. Sau khi Nhật đầu hàng, quân đội Nhật ở Việt Nam trao trả phủ toàn quyền cho phủ Khâm Sai Bắc Bộ. Để tỏ ý chí bảo vệ đất nước, vào ngày 17 tháng 9, công chức Hà Nội được lệnh của vị Khâm Sai Phan Kế Toại đứng ra tổ chức một cuộc meeting ở trước nhà hát lớn Hà Nội. Cuộc meeting của các ông, các bà công chức đang diễn tiến, thì bỗng nhiên một lá cờ đỏ sao vàng rất lớn được thả từ bao lơn của nhà hát xuống, rồi một người leo lên khán đài, cướp micro để hô khẩu hiệu và hát bài Tiến quân ca của Văn Cao. Thế là cuộc biểu tình của Tổng đoàn Công chức bỗng nhiên biến thành cuộc biểu tình của Mặt trận Việt Minh. Hai ngày sau, tức là 19 tháng 8, Việt Minh đích thân đứng ra tổ chức một cuộc meeting khổng lồ, cũng ở trước nhà hát lớn Hà Nội. Sau đó, đoàn người biểu tình kéo đến bao vây Bắc Bộ Phủ. Ông Khâm Sai Phan Kế Toại đầu hàng ngay, coi như cướp được quyền hành chánh rồi. Đoàn người kéo luôn qua trại Khố Xanh ở đường Đồng Khánh để cướp quyền quân sự. 1.000 lính bảo an ở trong trại không kháng cự, cờ quẻ ly được hạ xuống, cờ đỏ sao vàng được kéo lên. Luật sư Trần Lâm năm đó hơn 19 tuổi, kể lại trong cuộc trao đổi với biên tập viên Trà My của Ban Việt Ngữ như sau. 19 tháng 8 là tôi đang học trung học thì tôi thôi học. Thế và tôi ở Hà Nội, tôi chưa làm việc gì cả. Mà tôi cũng có tham gia vào cái chỗ Việt Minh, nhưng mà cái mức độ đến ngày 19 tháng 8 tôi tham gia chỉ là cảm tình thôi. Và tôi được đọc sách báo của Việt Minh, chứ chưa tham gia một cái đoàn thể cụ thể nào. Hôm cách mạng tháng 8 đó thì trước ngày cách mạng tháng 8 thì có cướp cái bộ Bắc Bộ Phủ. Trước một hai ngày đấy, cướp cái Bắc Bộ Phủ thì hôm cướp cái Bắc Bộ Phủ thì tôi có tham gia. Tôi vẫn còn cái ảnh của tôi đứng sát với cái bờ rào. Thế còn cảm nghĩ của tôi thì thưa cô lúc bây giờ, bây giờ mình cũng khó nói lắm, là vì lúc bây giờ mình 19, 20 tuổi học hành cũng vừa phải thôi, rồi là cũng không hiểu biết gì lắm ạ. Thế cho nên là thấy là nó vui mừng. Là một, với hai nữa là nó mới lạ, và nói tóm lại chứ độc lập lúc bây giờ nó đặc biệt lắm, thì nó như người say của trong những ngày đó, như là cái người mê say bị choáng ấy mà, bị say, nó là ý thức thì chưa có gì rõ ràng ạ. 19, 20 tuổi cũng còn ngây thơ lắm, còn máu lắm, cho nên là bây giờ những ý thức về chính trị cũng chưa có, chỉ thấy rằng là hình như có một cái gì mới lạ, hình như có một cái gì tháo cũi sổ đồng,
thế thôi, chỉ đến mức đấy thôi, mà nó lại còn có một cái đặc biệt đấy là lúc bây giờ nó rầm rộ lắm, thì mình bị khu hút vào cái rầm rộ ấy, chẳng hạn như là đi biểu tình rồi đi làm những cái gì rồi tất cả mọi việc tôi vui mừng tuyệt được tột độ và mới thấy cái mới tột độ mà thấy như mình có cái sự thay đổi gì đặc biệt đó. Chúng tôi cũng hỏi thăm nhà báo Bùi Tín năm đó ngoài 20 về không khí của những ngày ấy. Ông kể lại. Tức là trước ngày 19 tháng 8 đó là có cuộc meeting của viên chức của Bắc Bộ là ngày 17 tháng 8. Thì trong cuộc meeting đó đó, thì đại biểu của Việt Minh là đã tung kênh nhau lên và đưa ra cái lá cờ đỏ sao vàng để chạy vòng quanh cái quảng trường của nhà hát lớn. Thế và trong cái ngày 19 tháng 8 thì cái mà tôi có ấn tượng sâu sắc nhất đó là suốt từ 3 giờ chiều cho đến nửa đêm là chỉ có một khẩu hiệu là ủng hộ Việt Minh, ủng hộ Việt Minh, ủng hộ Việt Minh. Cứ như thế mà âm cả lên ở Hà Nội thì nhắc đi nhắc lại, biết là tôi nhớ mãi cái âm thanh đó. Ngày nay, sau 64 năm mới không biết bao nhiêu nước đã chảy qua cầu. Nhìn lại tuổi thanh xuân với bầu máu nóng và lòng yêu nước nồng nàn của những ngày cách mạng tháng 8, nhạc sĩ Tô Hải không khỏi ngậm ngùi cho ông, cũng như cho những bạn đồng trang lứa. Cho nên là tôi buồn về cái thân phận của tôi nó như thế, cho nên cũng như trong hồi ký tôi biết, bao nhiêu sự thật về những cái chuyện đó, bao nhiêu bạn bè tôi tiết quan, tôi dùng cái chữ mất xác, gọi là đi vào cái rừng chính trị mà là hai mặt cây hoàn toàn trắng, cho nên là lạc ở trong cái rừng đó. À, mình đi tham gia chính trị mà mình có biết là làm chính trị đâu, cho nên là vừa hôm trước cầm cờ vàng, hôm sau cầm cờ đỏ, mà thấy trong lòng chả thấy cái gì lạ cả, ngây thơ đến tội nghiệp như thế. Luật sư Trần Lâm cũng nhớ lại. Bây giờ mình nó nhiều tuổi rồi, thế rồi lại gặp bao nhiêu cái câu chuyện là cái thì vừa ý, cái thì không vừa ý, rồi những cái mục tiêu của cách mạng tháng 8 nói thế thì nói, chứ đến ngày hôm nay mà nhìn lại nó cũng được chỗ nọ chỗ kia, nhưng mà nó thực nó như cái áo vá ấy cậu ạ, nó cũng không được hoàn chỉnh lắm. Thế cho nên là cũng cảm thấy nó bây giờ phải nói cái cảm tưởng bây giờ nhớ lại nó thấy rằng nó cũng buồn buồn. Nhà báo Bùi Tín thì tâm sự rằng nhớ lại ngày 19 tháng 8 64 năm trước, ông vừa thấy vui mừng lại vừa có niềm cay đắng. Ông vui vì nhớ đến không khí hừng hực lửa của lòng yêu nước rộn ràng trong trái tim thanh xuân. Nhưng ông cay đắng bởi vì... Cho nên là tôi cay đắng là gì? Là cả cái lòng yêu nước mênh mông mạnh mẽ của tuổi thanh xuân chúng tôi lúc bây giờ đã bị lợi dụng để Đảng Cộng sản cướp chính quyền cho riêng mình, chứ không phải là cướp chính quyền vì độc lập dân tộc và vì tự do của người công dân. Cho nên đến bây giờ cái cay đắng là đến bây giờ tất cả 84 triệu người công dân vẫn không có tự do cá nhân. Đó chắc cũng là tâm sự của không ít những người vừa độ tuổi đôi mươi khi cuộc cách mạng mùa thu diễn ra 64 năm trước. Câu chuyện hàng tuần kỳ này xin dừng lại ở đây. Nguyễn An kính chào quý thính giả. Kỳ tới, Hà Giang sẽ trở lại cùng quý vị.